Khi đi thi các bạn thường có một phút cho những bài đọc hiểu ngắn như thế này. Nhưng mà ở đây mình đang luyện tập và cô có để một số kanji và cô không có phiên furigana. Cho nên là bài này các bạn có 3 phút để làm ha. Rồi cô hy vọng các bạn đã có đáp án cho mình. Đáp án là câu số số 4 các bạn ha. Rồi, bây giờ cô sẽ phân tích tại sao nó là câu câu số 4 nha. Mình tập trung vô, bây giờ cô sẽ phân tích theo kiểu chúng ta giải đề là chính, tức là để kịp thời gian đi thi là chính thì mình sẽ tập trung vô câu hỏi là Watashi wa si qua nani ố, Agemas Taka Cái nhân vật tôi đã Đã tặng cái gì ha Đã tặng cái gì Thì bây giờ Cái bài này nhân vật tôi là xuyên suốt Cho nên chúng ta sẽ tập trung vô chỗ age-mas tặng cái gì Cái chỗ trên bài Chỗ nào có age-mas thì mình tập trung vô Rồi sấy xuất hiện age-mas rồi Nó là gì Ehagaki o Age Tặng Tặng bu thiếp thì chúng ta có thể có thể đáp có được đáp án ngay đó là gì tặng bu thiếp ehagaki là câu số 4. nhưng để chắc ăn hơn là gì người ta hỏi là gì ha hà ní na niu tặng cái gì cho mẹ thì cái câu Watashi wa ta shiwa omiyage ni ehagaki o age chưa có nhắc đến mẹ nhưng mà chỗ kế tiếp cô có gạch chân là gì ha kara oishi okashi o moraimasta và tôi đã nhận được kẹo ngon từ mẹ thì đương nhiên có nghĩa là cái bưu thiếp đó sẽ sẽ tặng cho mẹ rồi bây giờ cô sẽ phân tích theo kiểu mà chúng ta hiểu tường tận rõ ràng những cái đoạn văn ngắn như thế này thì để hiểu tường tận rõ ràng đó, thì là chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc 5W 1S 5W là gì? Ý sự khi nào? Đô cổ đế xảy ra ở đâu? Đa rề ai làm? nani á atta nani o shita tức là có chuyện gì hoặc là đã đã làm cái gì cuối cùng s thứ năm là w thứ năm là doste tại sao và cái một s đó là dono yoni how làm như thế nào ha rồi bây giờ mình áp dụng vô cái bài này đầu tiên là is khi nào đó là sen sen ghe sen ghe ha đầu tiên là đã thấy thấy thời gian rồi kế tiếp đô cổ đế xảy ra ở đâu thì bài này không có không có nhắc cụ thể nơi chốn nên mình bỏ qua rồi đa rề ai làm thì bài này hoặc nhân vật Watashi xuất hiện xuyên suốt cho nên nhân vật chính ở đây là nhân vật tôi Watashi hết các bạn ha còn nhân vật mẹ chỉ là nhân vật phụ thôi nha rồi kế tiếp là nhân vật tôi đã làm những gì đó là Shikoku ni ite đi đi bốn nước ha à, rồi business cần ngố đi xem à, tham quan bảo tàng mỹ thuật rồi sau đó là gì hành động chính kế tiếp là gì eha age tặng bu thiếp và oishio kashio morai Master, nhận kẹo ngon từ mẹ cho nên là ở đây không có đồ, đồ tê, tại sao và làm như thế nào đối nô dầu lý thì chúng ta bỏ qua hai cái đó ha Thành ra là tóm gọn lại nội dung chính của bài này là gì? Vào tháng trước, nhân vật tôi đã đi du lịch bốn nước, đi đi ngắm bảo tàng mỹ thuật, sau đó là tặng bưu thiếp cho mẹ và nhận kẹo kẹo ngon từ mẹ ha các bạn ha. Rồi bài kế tiếp, các bạn hãy thử phương pháp mà cô đã hướng dẫn cho đáp án bài số 1 áp dụng qua bài số 2 này xem nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng cách giải của bài trước để để làm tiếp bài này. Thì đầu tiên để giải nhanh là chúng ta sẽ tập... À, cô xin lỗi. Trước khi giải nhanh thì cô sẽ nhận đáp án cho các bạn sẽ là đáp án số số 1. Ha. Và bây giờ chúng ta giải nhanh, phân tích nhanh xem tại sao nó là đáp án số 1. Tập trung vào câu hỏi. Câu hỏi là gì? Watashi wa kyo nani o shimashita Cái nhân vật tôi hôm nay đã làm cái gì? Rồi, có nghĩa là xuyên suốt bài này đều là nhân vật tôi hết và chỉ tập trung cái hành động của người này hành động chính của người này là làm cái gì đó là gì koeno sambo shinagara gakoni ikimasta đi vừa đi tản bộ và vừa đi đi học ha đi học vừa đi học tản bộ bên công công viên ha đó là hành động chính còn lại những cái khác là không thông tin phụ thôi ha các bạn ha. Thành ra cho nên là chúng ta chọn đáp án là số số 1, những thông tin khác là để tung hỏa mù thôi nha. Rồi, kế tiếp phân tích rõ đoạn văn này ra vẫn áp dụng là gì? Khi nào, ai làm việc gì, ở đâu, làm như thế nào và tại sao làm cái việc đó ha. Thì thời điểm là gì? Hôm, hôm nay và nhân vật là tôi và taxi. Si thì ở đây khuyết chủ ngữ thì mặc định chủ ngữ là watashi ha rồi đã có nhân vật là đa rề watashi nhân vật là ai là tôi thì kế tiếp là nhân vật đó làm gì nani oshimasta làm gì chứ chính là gặp cô ấy kimasta đi học nhưng mà vừa đi học vừa đi cô eno vừa đi học vừa đi tải, tản bộ và kế tiếp là gì tại sao tại sao doste tại sao đi tản bộ bởi vì gì tenki gá vô cạch tà nộ đế vì thời tiết đã rất là tốt cho nên là đã không đi con đường quen thuộc mà đã đi học tản bộ qua công viên mà đi đi học chứ không đi đi qua con đường quen thuộc ha rồi những cái thông tin còn lại là thông tin phụ còn đô nô làm như thế nào làm cái hành động đó như thế nào là thông qua công viên mà đi tản bộ thì cũng chính là cái cái phương thức của hành động luôn các bạn còn lại là gì à, bình thường là đi bộ từ nhà trường là 15 phút nhưng mà hôm nay là đi 30 phút nhưng mà tâm trạng thì rất là dễ dễ chịu thì cái đó là thông thông tin phụ thôi ha các bạn ha